Dễ đâu bà Năm. Mẹ, Dễ sao bà Năm? bị người ta bắt rồi. Cái gì? Ai bắt? Bắt cái gì mà bắt? Tao chỉ chở nó về cho nó thắp nhang cho ngoại và má của nó thôi, phải không con? Hả? Dạ. Dạ. Lại đây với cha. Con nít mặt phải tươi tỉnh lên, không có chù ụ như vậy bác không có thích. Chú Khoảng, chú làm gì con nhỏ vậy? Chú mà làm tầm bậy tầm bạ, tôi la lên đó. Cô y tá, nè, cô y tá ơi. Bà Giác. Khoảng, tôi xin anh Khoảng, làm ơn cha dẻ lại cho tôi. Hai người mà ồn ào không có hay đâu. Bây giờ cô đứng im tại đây, không được đi đâu hết và không được ồn ào. Để bác qua nói chuyện với ba của con một chút. Nghe rõ chưa? Hả? Mày bị tai nạn hả? Nặng ha. Dạ, anh Khoảng. Chắc mày biết lý do tại sao chứ. Tốt nhất mày nên câm cái miệng mày lại. Hôm nay tao chỉ chở con hạt dẻ về thắp nhang cho má nó thôi. Nhưng nếu mày hé răng thì tao sẽ để cho mày thắp nhang cho con hạt dẻ. Mày hiểu chưa? Anh Khoảng, anh đừng làm vậy, tôi xin anh Khoảng. Môi, tôi sẽ im lặng, tôi không nói gì hết. Môi, có chuyện gì vậy con? Chú Khoảng, chú làm cái gì vậy? Tôi la lên đó, y tá ơi, cô y tá ơi. Bà mà la, tôi bẻ giò thằng Mô bây giờ. Không, không được như vậy. Im, qua với ba mày đi. Khoan. Con, khi nào mà muốn ghé qua nhà bác thắp nhang cho má thì cứ ghé nha con. Có chuyện gì vậy? Gia đình chỉ hỏi thăm nhau chút xíu thôi mà y tá. Sao không con? Cha Mô có đau lắm không? Không, cha không có đau. Cha không có sao đó. Nói cho cha Mô nghe coi. Bà Khoảng có đánh con, có ăn hiếp con không? Con, bác Khoảng nhốt con trong phòng mình. Vậy? Bác Khoảng không có cho con đi về với cha Mô. Con sợ mất cha Mô, con sợ cha Mô bỏ con. Sao mà cha Mô bỏ con được, cha Mô thương con mà. Không có sợ gì nữa chứ. Cha Mô không bao giờ bỏ con đâu nha. Cha Mô không khóc nữa. Cha Mô sẽ mau khỏe lại. Cho cha Mô về nhà rồi đón hạt dẻ, không cho ai đón hạt dẻ đi nữa hết. Yeah.